Sau lệnh cấm dẫn của Mỹ, một vài mẫu điện thoại cảm ứng thông minh của Huawei không thể ứng dụng nào từ Google và đó là vấn đề lớn với những người tiêu dùng điện thoại cảm ứng thông minh Android. Để khắc phục vấn đề này, người tiêu dùng rất có thể vào web Citebuy để triển khai thiết lập tổng thể những ứng dụng Google bị thiếu. Điểm đặc trưng, bài mới xuất hiện trong thời hạn hơn 2 tuần vừa mới đây và chỉ dẫn động với điện thoại cảm ứng thông minh Huawei. Website này được cấp một vài quyền đặc trưng mà những ứng dụng Android thông thường không tồn tại để triển khai thiết lập những dịch vụ trên điện thoại cảm ứng thông minh. Sau khi thiết lập, điện thoại cảm ứng thông minh của người tiêu dùng sẽ sở hữu được tương đối đầy đủ các ứng dụng Bytore, YouTube, Google Maps. Tuy nhiên, website này đã trở nên tạm dừng hoạt động ngày hôm qua. Điều này rất có thể khiến cho cho tất cả những người dùng điện thoại cảm ứng thông minh Huawei gặp mặt khó khăn trong quá trình sử dụng sau này. Huawei luôn luôn phủ định mối quan hệ của họ với web site lách luật này. Nhưng phương án hiện thời của hãng technology Trung Quốc chưa phát huy tác dụng. Kho ứng dụng của Huawei bị đánh giá là không đáp ứng đủ cho tất cả những người dùng. Trong khi hệ điều hành Harmony được hãng trình làng vào thời điểm tháng 8 đang bị nhiều chuyên viên cho rằng không thực sự